Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Network. Sau đây mời quý vị theo dõi phần bình luận với tựa đề Tại sao Hitler được chọn? Bài viết do Trang Nguyễn biên soạn, quan trọng trình bày. Kính thưa quý vị, vào ngày 30 tháng Giêng của năm 1933, Tổng thống Paul von Hindenburg đã chọn Adolf Hitler lãnh đạo của Đảng Công nhân Quốc xã Xã hội Chủ nghĩa Đức, tức là Đảng Quốc xã, trở thành Thủ tướng của Đức. Hitler lớn lên trong bối cảnh chính trị rối loạn của Áo của những năm đầu thế kỷ 20, khi mà vương triều Áo đang chết dần sau nhiều thế kỷ thống trị châu Âu, và các nhóm dân tộc thiểu số như là Slav, Czech, Slovak, Serbia đều đòi quyền tự trị. Và giữa một nền chính trị Áo bị chi phối bởi những bất hòa cay đắng giữa các dân tộc, thì Hitler vốn sẵn có một tinh thần quốc gia quá khích, và ông ta đã chống đối quyết liệt những diễn biến này. Ông Hitler cho rằng, để có thể cứu nguy cho đế quốc, thì người Đức cần phải tái lập uy quyền tuyệt đối như xưa. Và những dân tộc khác, đặc biệt là Slav và Czech, đều thuộc tầng lớp thấp, và người Đức có quyền để cai trị họ với một bàn tay sắt. Và những suy nghĩ cực đoan đó đã ươm mầm nuôi dưỡng ông trùm phát xít độc đoán nhất lịch sử của nhân loại. Vào năm 1914, chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. Ông Hitler đầu quân cho một trung đoàn của Vương quốc Bayern, một phần của đế chế Đức, và việc gia nhập quân đội đã thỏa mãn ước vọng phục vụ đất nước Đức của gã thanh niên trẻ và bước đầu hình thành con đường chính trị về sau. Năm 1932 là thời điểm mà Hitler nhanh chóng trở nên nổi tiếng ở Đức, chủ yếu là do sự thất vọng của người dân Đức trước nền kinh tế ảm đạm, cùng vết thương nhức nhối của sự thất bại trong Thế chiến thứ nhất và những điều khoản khắc nghiệt trong Hòa ước Versailles. Thế cho nên Hitler nhờ trời phú cho một khả năng hùng biện thiên tài. Vào năm 1919, thì Hitler được mời để gia nhập Đảng Lao động của Đức, tiền thân của Đảng Quốc xã. Sau đó, thì cũng vì tài ăn nói và đầu óc khôn khéo, Hitler đã có thể lôi kéo được nhiều chính trị gia lập dị và những triết gia nổi tiếng và nhiều nhân vật chủ chốt ở Đức để tham gia Đảng Quốc xã. Bên cạnh đó, thì ông ta còn nhanh chóng thiết lập quyền lãnh đạo độc tôn của đảng và mở rộng phong trào ra khắp đất Đức. Năm 1929, thì nền kinh tế Đức tiếp tục lâm vào khủng hoảng. Và trong cơn bỉ cực của người dân Đức, thì Hitler đã nhìn thấy cơ hội có thể biến họ thành lực lượng hậu thuẫn cho những khát vọng cá nhân. Ông Hitler đã nhanh chóng và khéo léo biến những bất mãn của các bộ phận xã hội với chính quyền Weimar hậu Thế chiến thành một sự ủng hộ cho Đảng Quốc xã non trẻ của mình. Và trong cuộc bầu cử của tháng 7 năm 1932, thì Đảng Quốc xã đã giành 230 ghế và cùng với lại Đảng Cộng sản, đảng lớn thứ hai, chiếm hơn một nửa số ghế trong Hạ viện của Đức. Lúc bấy giờ, thực ra Tổng thống Hindenburg đã nhìn ra được sự nguy hiểm của việc để cho Hitler nắm quyền. Và ông cảm thấy là bị đe dọa bởi sự nổi tiếng ngày càng tăng của Hitler và bởi bản chất côn đồ của phe những người ủng hộ Hitler. Cho nên, ông ban đầu đã từ chối không đưa Hitler lên làm thủ tướng. Và thay vào đó, thì ông bổ nhiệm tướng Kurt von Schleicher, người đã cố gắng đánh bại Hitler. Nhưng dường như điều đó chỉ làm bản chất hiếu chiến của phe Hitler trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết và quyết tâm hơn đưa Hitler lên ghế thủ tướng. Và cuối cùng, sau một loạt các cuộc đàm phán phức tạp, thì cựu thủ tướng Franz von Papen được các doanh nhân nổi tiếng của Đức và Đảng Nhân dân Quốc gia Đức bảo thủ ủng hộ và đã thuyết phục được Hindenburg bổ nhiệm Hitler làm thủ tướng. Còn von Papen đã làm phó thủ tướng và các vị trí chủ chốt khác trong chính phủ cũng sẽ do những người phi quốc xã nắm giữ nhằm xoa dịu khuynh hướng tàn bạo của Hitler. Tuy nhiên, lịch sử chính trị thế giới đã chứng minh một khi dân chúng đã bất mãn và được nuôi dưỡng những bất mãn đó bởi lời lẽ ngon ngọt hùng hồn của một kẻ độc tài, thì lòng tin vào một chế độ mới nơi người ta được cảm thấy mình có giá trị và đặc biệt hơn các nhóm người khác sẽ trở thành một sự mù quáng nguy hiểm. Và với lòng tin ghê gớm này thì sự lãnh đạo của Hitler đã trở nên tối thượng và chỉ một mình ông là đủ, bất chấp việc các quan chức cầm quyền còn lại trong chính phủ không phải thuộc Đảng Quốc xã. Việc Hitler trở thành thủ tướng vào ngày 30 tháng Giêng của năm 1933 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với lại nước Đức cũng như là thế giới. Và kế hoạch của ông ta được phần lớn người dân Đức chấp nhận là biến Đức thành một nhà nước độc đảng mạnh mẽ. Và Hitler đã bắt đầu ngay lập tức bằng cách mở rộng đơn vị cảnh sát mật,
và ông ta cũng lập ra một lực lượng an ninh mới gồm toàn thành phần của thành viên đảng quốc xã, một lực lượng chuyên dụng để dập tắt mọi chống đối. Và kể từ đó thì Đức Quốc xã đã bắt đầu phát triển một cách mạnh mẽ. Và dù là Hindenburg hay là Franz von Papen hay là bất kỳ một ai khác thì cũng chẳng thể làm gì để có thể ngăn chặn điều đó. Cái tư tưởng của Hitler cho rằng người Đức là cao cả hơn so với lại các nhóm dân tộc khác cũng chính là mầm mống dẫn tới sự bài xích người Do Thái và thảm họa diệt chủng Holocaust sau này. Và cũng không nên quên rằng không chỉ có 6 triệu người Do Thái bị sát hại trong suốt những chiến dịch thảm sát của Hitler, mà còn có khoảng 5 triệu nạn nhân thuộc các chủng tộc bị Đức Quốc xã xem là thấp hèn, đáng ghét hoặc là nguy hiểm, gồm có Ba Lan và các chủng tộc như là Slav thời đó, như là người Nga, Belarus, Serb, Roma còn gọi là Zigan, một số người châu Phi và châu Á, những người mắc bệnh tâm thần và người khuyết tật, người đồng tính luyến ái, những người bất đồng chính kiến hoặc là bất đồng tôn giáo. Và tất cả những nạn nhân này đều bị Hitler và phe của ông ta nhìn nhận và miêu tả bằng những từ ngữ miệt thị. Kính thưa quý vị, khi mà những nỗi đau và dây dứt về một đế chế Hitler bạo tàn và phân biệt chủng tộc còn dai dẳng ở nước Đức và châu Âu, một lục địa mới chỉ được sống trong yên bình khoảng vài thập kỷ trở lại đây, thì làn sóng dân túy đang quay trở lại tại Hoa Kỳ và một số quốc gia ở châu Âu mà dường như những người cầm quyền vẫn không muốn nhìn nhận. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Tại sao Hitler được chọn? Bài viết do Trang Nguyễn biên soạn, Quang Duy trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào phần bình luận lần tới. Xin kính chào.